Vào lúc 18 giờ ngày 21 tháng 2, đội cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành bất ngờ ập vào bắt quả tang vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền tại nhà anh Phan Thành Thái sinh năm 1976, thuộc ấp Hòa Long 2, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Tại hiện trường, lực lượng công an huyện đã tạm giữ 15 đối tượng đang sát phạt nhau. Trên chiếu bạc, lực lượng công an đã thu giữ tăng vật gồm 29 bộ bài 52 lá, 1.700.000 đồng tiền mặt. Khám xét trên người các con bạc thì lực lượng công an còn thu giữ thêm 7 điện thoại di động cùng số tiền trên 18 triệu đồng tiền mặt, 18 đô la Mỹ cùng nhiều tăng vật khác có liên quan và mời các con bạc về cơ quan làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do bà Nguyễn Thị Đẹp sinh năm 1955, ngụ ấp Hòa Long 2, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành đứng ra tổ chức lấy tiền sâu thu lợi bất chính, và người đứng ra làm cái là Dương Minh Mẫn sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại số 353/5 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành điều tra xác minh làm rõ thêm những đối tượng có liên quan để xử lý theo pháp luật.